Để ủng hộ kênh Thư viện Lập Trình các bạn đừng quên bấm đăng ký và bấm vào cái hình cái chuông này để bật thông báo mỗi khi kênh Thư viện Lập Trình có post thêm một cái video gì mới. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thư viện Lập Trình trong chủ đề Lập Trình và Thiết kế Website từ A tới Z. Các bạn đang được học phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server và đây là bài học số 7 bắt đầu từ bài học này chúng ta sẽ bắt tiếp cận với những cái cú pháp của SQL Server mà hỗ trợ chúng ta viết cái ngôn ngữ TSQL nó giống như là một cái kiểu lập trình thì cụ thể như thế nào chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết như sau đầu tiên là chúng ta sẽ diệt qua những cái nội dung mà chúng ta sẽ được học trong ngày hôm nay nội dung đầu tiên là nội dung rất là cơ bản đối với hầu hết các cái ngôn ngữ lập trình là chúng ta sẽ học cái cách để khai báo và sử dụng các cái biến số tiếp theo là chúng ta sẽ định nghĩa câu lệnh và khối lệnh ở trong cái ngôn ngữ TSQL tiếp theo là chúng ta sẽ đi học một cái một cái lệnh khá là phổ biến ở hầu hết tất cả các cái ngôn ngữ lập trình đó chính là các cái câu lệnh có điều kiện tức là if l và cuối cùng mà chúng ta sẽ học sử dụng cái vòng lập một cái vòng lặp để mà lập lập đi lặp lại những cái ý đồ gì đó khi các bạn lập trình ở khi các bạn viết code uh, xử lý các cái dữ liệu mà ở trong cái TSVL. À phần số 5 là chúng ta sẽ học cái cách để nhận dạng và xử lý các cái lỗi. Thì khi các bạn sử dụng um, cái cú pháp mà nó có hướng lập trình trong cái TSVL thì đôi lúc các bạn sẽ sinh ra lỗi các bạn có thể tạo ra lỗi ví dụ như khi các bạn chia cho không thì nó sẽ tạo ra lỗi thì bây giờ trong trường hợp mà các bạn muốn xử lý những cái lỗi phát sinh như vậy thì chúng ta sẽ học có một cái cú pháp để mà xử lý nó ok và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên là chúng ta sẽ học cách sử dụng khai báo và biến ở trong cái tsvl và tương đối đơn giản là ở trong TSPL để khai báo một cái biến các bạn dùng cái cú pháp như sau đầu tiên các bạn phải có một cái từ khóa tên là Declare đấy đi sau cái từ khóa đó là một cái tên biến mà cái tên biến này của chúng ta nó được bắt đầu bằng cái chữ a còng các bạn chú yếu nha Declare a còng cái tên biến và sau sau nó là cái kiểu dữ liệu lưu trữ của cái biến này đó thì đây là một cái cú pháp để chúng ta khai báo một cái biến ở trong cái TSQL trong đó thì kiểu dữ liệu thì các bạn đã được học qua nó cũng nó cũng chứa các cái loại dữ liệu giống như kiểu dữ liệu của các cái column ở trong cái table OK rồi à, trong trường hợp mà các bạn có muốn khai báo cùng một lúc nhiều biến khác nhau thì các bạn có thể sử dụng cái cú pháp là DECLARE a à, cộng tên biến thứ nhất kiểu dữ liệu của cái biến thứ nhất dấu phẩy rồi a cộng tên biến thứ hai kiểu dữ liệu của cái biến thứ hai à, các bạn cứ sử dụng cú pháp này có bao nhiêu dấu phẩy thì cứ có thể khai báo được bao nhiêu biến và chúng ta kết thúc của cái câu lệnh thì bằng dấu chấm phẩy ok khi các bạn có được biến rồi thì bây giờ làm sao chúng ta gán dữ liệu cho cái biến thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ khóa là set đấy rồi kế kế tiếp là cái tên biến của chúng ta rồi bằng cái giá trị mà chúng ta muốn gắn lại cái, cái biến này nó lưu trữ về ghi nhớ và chúng ta kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy ok còn uh, dĩ nhiên là khi các bạn có thể gán giá trị cho các cái cái biến này theo những cái cú pháp phức tạp đó, à, hoặc là một biểu thức tính toán hoặc kể cả là một câu select à, ví dụ như các bạn nhìn thấy đây là chúng ta gán cái biến tên biến này bằng 5 cộng với một cái tên biến khác tôi lấy ví dụ như vậy ví dụ tên biến khác này là nó chứa một cái số gì đó thì cộng vào đây nó ra một cái giá trị và giá trị nó được lưu vào cái tên biến này đó. rồi tiếp tới là các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta có một cú, cú pháp để cộng hai cái chuỗi khác nhau để tạo ra một cái giá trị để gán cho cái tên biến này đây là cú, cú pháp cộng chuỗi nha các bạn các bạn nhìn thấy đây là một chuỗi còn đây là một cái tên biến cái biến này nó cũng chứa giá trị là một cái chuỗi gì đó khi nó cộng với cái này nó tạo ra một cái chuỗi cộng và nó gán vào cái biến tên biến ba này ok và cuối cùng là một cái cú pháp mà các bạn có thể sẽ cần phải quan tâm Rồi là chúng ta có gán cái biến tên biến 4 bằng giá trị trả về của một cái câu select các bạn chú ý ha ở đây chúng ta select city name from city mà với cái điều kiện city code là bằng 15 thì thông thường cái câu lệnh này nó sẽ trả về một cái chuỗi và tên của cái city có cái code này và cái kết quả này nó sẽ được lưu vào cái tên biến 4 các bạn chú ý là cái với cái cú pháp mà gán cho một cái giá trị bằng một cái câu lệnh biểu thức select đó, thì các bạn cần phải gom nguyên cái biểu thức đó vào trong một cái dấu ngoặc như thế này. Và cái điều kiện thứ hai là cái câu lệnh này nó phải trả về giá trị duy nhất. Các bạn chú ý nha, để gán được như vậy thì có hai cái điều kiện thứ nhất các bạn cần phải đặt câu lệnh select của các bạn ở trong một cái dấu ngoặc. Và cái điều kiện thứ hai là cái câu lệnh select của các bạn nó phải trả về một giá trị duy nhất. Ok. Đây thì đó là cái uh, kiến thức cơ bản của chúng ta liên quan tới biến và cách sử dụng biến Ok Nhưng mà ở đây tôi không có ví dụ cho các bạn Khi chúng ta muốn ví dụ như là cái biến thì chúng ta có thể select để ra kết quả rất là đơn giản thôi Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần mà chúng ta thực nghiệm để chúng ta viết nha Đây ví dụ như bây giờ tôi viết một câu lệnh Tôi đặt một cái biến là Let n Đặt n Kiểu số nguyên Ok Rồi sau đó tôi gán cho cái biến N này bằng 15. Ok. Sau đó tôi lại gán cho biến N này bằng chính nó cộng thêm 15 nữa. Đó. Ok. Hoặc là bằng chính nó nhân 2 đi. Cũng được. Ví dụ thôi mà. Ok. Bây giờ cuối cùng ở trên làm sao tôi biết được tôi đọc được cái N này. Bây giờ các bạn có thể dùng câu lệnh select, select trực tiếp cái N này như như thế này thì cái kiểu mà sẽ lấy trực tiếp kiểu mà liên quan những thứ liên quan tới các, các câu lệnh uh, SQL well, và select này kia thì tôi đã chỉ trong cái những cái bài học trước rồi tôi không nhắc lại nha rồi để chạy cái này các bạn cần phải chạy hết tất cả các câu lệnh của nó chứ không phải là các bạn tô đen cái này rồi chạy tô đen cái này rồi chạy không phải nha các bạn cần phải chạy cùng một lúc hết nguyên cái cái code của các bạn không cần biết các bạn viết code cái gì mục đích gì bao nhiêu nhưng mà nghe Tự, tự, gọi là, nói nôm na một chút đây là kiểu giống như là một cái một cái chương trình tính toán của các bạn thì nó bao gồm bao nhiêu câu lệnh các bạn cần phải chạy hết các câu lệnh đó cho nên do nên là chúng ta cần phải tô đen hết à, chúng ta chọn SQL và chúng ta sẽ nhìn thấy đây đó nó ra kết quả là 30 và 30 này nó trả về là không cái không có cái column name nào cả do ở đây chúng ta chỉ select trực tiếp đây các bạn có thể đặt một cái một cái tên để khi trả về á, À, nó có cái tên của các bạn ví dụ tôi đặt tên là cao cao quy đó khi tôi chạy lại Đây, các bạn có nhìn thấy là chúng ta có một cái column tên là cao quy có kết quả là 30 bởi vì ban đầu anh n được khai báo kiểu số nguyên sau đó chúng ta gán cho anh n là 15 kế tiếp rồi chúng ta lấy cái giá trị của anh n đó nhân lên 2 rồi gán ngược lại cho nó thì lúc này nó mang giá trị là 30 các bạn chú ý nha thì khi chúng ta select n lúc này thì chúng ta có được giá trị là 30 Ok thì cái phần liên quan tới code mà có hướng lập trình một chút ở trong TSVL nó cũng đơn giản như vậy thôi thì đây là cái phần khai báo và sử dụng biến giờ chúng ta sẽ đi tới cái nội dung tiếp theo um, các bạn chú ý là ở trong cái ở trong cái phần mà kiểu dữ liệu thì ngoài những cái kiểu dữ liệu của các cái column ví dụ như là kiểu số nguyên kiểu số thực kiểu ngày tháng vân vân đó thì đối với biến nha đối với biến chúng ta còn một cái kiểu khác nữa tức là kiểu thay tức là cái biến chúng ta có thể chứa đó là một thay bao gồm dữ liệu gì đó nhưng mà thay vì nó là một thay bồ thật thì nó chỉ là một cái biến thôi đấy thì đây là cái cú pháp để chúng ta khai báo và chúng ta sử dụng một cái biến như là một thay các bạn chú ý là chúng ta cũng sử dụng cái cú pháp là declare như thế này cũng a cộng cái tên biến nhưng mà kiểu dữ liệu của chúng ta chúng ta khai báo là table và thì khi chúng ta khai báo cái kiểu dữ liệu của cái biến đây là table thì chúng ta phải chỉ định cái cú pháp của cái cấu trúc của cái table đó thì cái chỗ này nó giống giống hệt như là các bạn viết câu lệnh để tạo table như vậy chỉ khác là thay vì tạo table thì các bạn tạo một cái biến như là một table ok thì khi các bạn có một cái biến là một table rồi thì các bạn có thể làm tất cả các việc như select insert update delete cái gì đó thì chỉ khác ở chỗ là cái chỗ from này nè cái chỗ mà tên table này thì thay vì tên của cái table đó thì các bạn sử dụng cái tên biến mà các bạn đã khai báo các bạn nhìn thấy đây đó thì tôi sẽ ví dụ ngay cho các bạn để các bạn hiểu ha đây Giờ tôi để nguyên đó tôi không có làm gì tôi biết cái code mới cho nó cho nó dễ nhìn lại nha đây dead ờ, tb là thay nha rồi kiểu thay cái kiểu thay này tôi khai báo nó có bao gồm nó có cột là id ờ, kiểu va cha năm mươi rồi nem dad dnm tôi đặt như vậy để cho nó đừng có trùng với cái từ khóa của đấy thôi ơi ờ. NAME thì kiểu N va Tại vì có thể là cái tiếng Việt Đấy Sau khi chúng ta đã Khai báo cái table Thì chúng ta có thể làm cái việc như sau Chúng ta có thể insert dữ liệu vào đó Insert into tb uh, Value uh, Tốt nhất chúng ta chỉ định cụ thể ra DAD D name Value Ví uh, ID là 1111 số 1 còn em là uh, thư viện lập trình khi các bạn khai báo một cái chuỗi Unicode có dấu thì phía trước của nó phải có chữ n các bạn chú ý nghe và chúng ta có thể lập cái câu lệnh này là nhiều lần ví dụ lập trình 2 ok cuối cùng rồi chúng ta chúng ta select file form tb đấy các bạn thấy là cú pháp này đó là khi các bạn khai báo ra một cái biến table thì các bạn có thể sử dụng nó y như table bình thường chỉ thay thay cái chỗ mà khai báo cái tên table thì các bạn sử dụng tên biến ok và các bạn chú ý và do đây là biến nên cho nên khi câu lệnh các bạn đã chạy xong thì nó nó chỉ mang tính chất nó không hề lưu trữ dữ liệu cho các bạn nha mà nó chỉ mang tính chất lưu trong quá trình các bạn chạy thôi các bạn chú ý ha? chứ không phải là các bạn khai báo các cái biến này tại những thứ này nó chỉ mang tính chất là để chạy code thôi À, ví dụ trong quá trình xử lý đôi lúc các bạn có thể cần đọc dữ liệu lên một cái chỗ nào đó lưu rồi sau đó các bạn đọc từ cái chỗ lưu tạm đó, đó để mà xử lý xong rồi các bạn không cần nữa thì các việc mà dùng biến kiểu thay bộ như thế này thì rất là ok đây ví dụ trong trường hợp này khi chúng ta bấm chạy code này á đấy các bạn nhìn thấy là chúng ta select được hai record tương ứng với hai dữ liệu mà chúng ta đã insert thì ở đây chúng ta insert xong chúng ta select thì đương nhiên nó sẽ ra y như chúng ta insert, không có gì vấn đề gì ở đây cả nha. Đó, thì và dĩ nhiên đó là chúng ta cũng có thể update, delete các thứ lên tin gì trong đó đều được hết. Ok. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái nội dung tiếp theo. Giờ chúng ta sẽ đi tới cái nội dung liên quan tới phân biệt giữa câu lệnh và khối lệnh. Thì câu lệnh ở đây thì nói một cách nôm na là ví dụ như khi các bạn hết cú pháp của một câu lệnh và nó kết thúc một cái dấu chấm phẩy thì chúng ta phân biệt đó là một câu lệnh ví dụ chúng ta khai báo biến hoặc là khai báo nhiều biến khi chúng ta khai báo xong chúng ta đặt một cái dấu chấm phẩy ở đó thì nó có nghĩa là nó kết thúc một câu lệnh tới câu lệnh khác đấy rồi là đối với những cái lệnh mà liên quan tới SQL tức là lệnh select, lệnh insert, lệnh update, lệnh delete thì những cái lệnh nó chúng ta phân biệt câu lệnh này với câu lệnh kia bằng cái cú pháp của nó, tức là nó đã chọn đủ một cái cú pháp thì đó là một câu lệnh. Thì đối với lệnh và câu lệnh này chúng ta mặc dù chúng ta phân biệt bằng dấu chấm phẩy nhưng thật ra có hay không có dấu chấm phẩy ở trong cái TSVL này nó cũng không có thành vấn đề. bằng chứng là tôi có thể quay lại cái các bạn nhìn thấy là những chỗ này có những dấu chấm phẩy này. Đấy, nếu tôi xóa nó đi và tôi chạy lại thì kết quả của nó vẫn không có thay đổi gì cả. Về bản chất thì đây vẫn là vừa đủ một cú pháp Đệt le an uh, biến n, kiểu biến thì đây là hết một câu lệnh đây là một cú pháp. Đấy. Tuy nhiên, nếu nếu mà các bạn khai báo uh, an rồi uh, a cộng n2 kiểu kiểu như thế này thì nó báo lỗi. Tại vì cú pháp nó cần một cái dấu chấm phẩy. Như thế này. Đấy. Như vậy thì nó vậy chúng ta không có dấu chấm phẩy nó vẫn hiểu đây là một câu lệnh tại vì vừa đủ cú pháp của nó thì về cơ bản thì trong sql server và cái ngôn ngữ TSVL này nó mang đậm tính chất cú pháp hơn và so với cái cái dấu câu do đó dấu chấm phẩy là mang tính chất tường minh chúng ta nên viết một cách tường minh để và cho người khác đọc dễ hiểu và cho chính chúng ta đọc lại nó cũng dễ hiểu thành ra dấu chấm phẩy này chúng ta nên sử dụng mặc dù có hay không có nó thì nó cũng không có thay đổi vấn đề gì cả ok còn khối lệnh thì sao chúng ta phân biệt cách chúng ta có thể tạo ra À, tại vì khi mà các có một số có một số cái cú pháp á, là nó sẽ à, nếu cái này thì kiểu kiểu khi các bạn một lát các bạn sẽ học tới ví dụ khi các bạn sử dụng một cú pháp có điều kiện đi à, nếu đúng thì làm việc này còn nếu sai thì làm việc kia thì việc này với việc kia ở đây nó chỉ phân biệt ở đó, đó là có thể là một câu lệnh đó mà một câu lệnh thì các bạn đôi lúc các bạn không thể nào xử lý được hết cái yêu cầu của các bạn ví dụ như nếu đúng thì làm rất là nhiều việc chứ không phải là chỉ một việc thành ra nó phát sinh ra cái khối lệnh thì khối lệnh ở đây tức là nó gom nhiều câu lệnh lại với nhau thành một lệnh thì lúc đó chúng ta có thể chạy cái lệnh đó nó sẽ tương ứng với chạy tất cả các lệnh bên trong cái cái nhóm đó thì khối lệnh ở đây nó được bắt đầu đánh dấu nó được bắt đầu bằng chữ begin và kết thúc bằng chữ end thì tất cả những cái câu lệnh bên trong cái begin với end này nó được xem như là một và một khi nó chạy nó sẽ chạy hết cái đó ok thì đó, đó là cách đơn giản để chúng ta phân biệt câu lệnh và khối lệnh thôi ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy đây là một câu lệnh đây là một câu lệnh đây là một câu lệnh và đây cũng là một câu lệnh như chỗ này là đây là một câu lệnh ok các bạn chú ý không phải như cái này là một câu lệnh nha mà là nguyên cái này cái cú pháp khai báo ra một cái biến kiểu thay bồ với cấu trúc như thế này đây là một câu lệnh đây là một câu lệnh đây là một câu lệnh và đây là một câu lệnh ở đây chúng ta chưa có khối lệnh các bạn chỉ hiểu là khối lệnh nó sẽ bao gồm ví dụ chúng ta có thể đặt là bị ở đây rồi en ở đây mặc dù ở đây nó chúng ta đặt hay không đặt nó cũng không ý nghĩa hết trơn nhưng mà khi nếu chúng ta đặt như thế này á, thì ở đây chúng ta được hiểu đây là một lệnh đây là một khối lệnh thì nó sẽ tương ứng với là một thì trong cái lệnh này nó bao gồm nhiều lệnh khác à, kiểu kiểu như vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ đi học tới cái câu lệnh có điều kiện mục đích để chúng ta phân biệt câu lệnh và khối lệnh để chúng ta học những cái cú pháp này ok thì um, bất cứ ngôn ngữ lập trình nào nó đều phải hỗ trợ các cú pháp có điều kiện tại những cú pháp có điều kiện chính là sức mạnh chính của mà, cái việc mà lập trình là chị nếu cái này nếu cái kia thì là, để cuối cùng mới ra được cái kết quả ok thì cái cú pháp này nó sử dụng cái lệnh if và l thì if ở đây có nghĩa là nếu l ở đây là ngược lại thì hiểu các bạn hiểu một cách đơn giản là nếu điều kiện gì đó mà đúng thì nó sẽ thực hiện lệnh ở đây và nếu mà điều kiện này nó sai thì nó sẽ thực hiện lệnh bên dưới và các bạn chú ý là cú pháp này không bắt buộc phải yêu cầu có Eo có hay không có là đều được tức là nếu cái này nó đúng thì thực hiện cái này còn nó sai thì thôi đó, các bạn không cần phải khai báo Eo này còn nếu mà các sai mà các bạn muốn thực hiện cái gì đó thì các bạn khai báo Eo vô đây đó tức là cái, cái cái chữ Eo này là không bắt buộc ok ở đây là một cái ví dụ cái ví dụ này cụ thể như sau tôi tạo ra một cái biến a tên là biến a nè kiểu số nguyên đó và tôi kiểm tra nếu mà biến a lớn hơn 5 thì tôi sẽ gán cho nó bằng 5 còn ngược lại á ngược lại thì tôi sẽ chạy một cái khối lệnh nè các bạn chú ý nha đó có nghĩa là cái điều kiện ngược lại này nó chạy rất nhiều lệnh cho nên tôi đặt nó vào một cái khối lệnh còn cái điều kiện đúng thì nó cho có một lệnh đúng không à cái khối lệnh nó làm nhiệm vụ là nó khai báo một cái biến b đó và sau đó nó gán cái nó tăng biến a này lên một là biến a bằng biến a cộng một nè sau đó nó nó gán cho uh, gán cho biến b này nè bằng cái biến a nhân 5 ở đây tôi chỉ là viết đại chẳng và ví dụ cái fl này cho các bạn thôi là ra đây không có ý nghĩa gì hết Rồi sau đó tôi sẽ đọc cái biến a này và đọc biến b này ra bằng hình Được kiểu như vậy ở đây chỉ là ví dụ thôi tôi cũng hơi uh, sơ sức một chút với là chỗ cái ví dụ này đáng lý biết cho có ý nghĩa một chút thì các bạn dễ hiểu. Để bây giờ tôi sẽ làm cái trực tiếp viết code cho các bạn hiểu luôn. Bây giờ tôi bây giờ tôi khai báo display, để... ok, biến n, kiểu số nguyên. Đấy. Các bạn biết tại sao nó lại gạch chân đỏ đỏ đó không? Đó là tại vì còn, do về mặt tự nhiên á, thì cái trình này nó sẽ hiểu là từ trên xuống dưới này là, là, chúng ta đang biết là một một mục đích nhưng thực tế là tôi chia ra thành ra nó kiểm tra nó nói là cái biến chữ n này nè nó có khai báo ở trên đây rồi cho nên nó gạch chân đỏ bây giờ tôi sẽ để làm gì cho dễ nhìn nha rồi ok đấy rồi bây giờ tôi sẽ gán dữ liệu cho cái biến a này là bằng 5 ok rồi bây giờ chúng ta dùng cấu trúc có điều kiện nè nếu biến a bằng 5. À chúng ta sẽ select 5. Thành kết quả. Còn ngược lại. À chúng ta sẽ select biến a nhân 5. À, kết quả. Đây. À, thì cái, cái, nhìn vào đây các bạn chạy câu lệnh này các bạn đã biết được kết quả của nó sẽ chọn ra là kết quả là số 5 tại vì ở đây chúng ta xét cái biến a bằng 5 rồi và đây chúng ta kiểm tra biến a này bằng 5 không các bạn chú ý là kiểm tra bằng ở trong sql hình uh, như tôi cũng mới chỉ rồi là dấu bằng chứ không phải là dấu bằng bằng như như những ngôn ngữ bình thường các bạn thì một số bạn mới biết các bạn hay viết sai kiểu gì ok ra đó là dấu bằng đấy các bạn chú ý nha thì có một có một cái lưu ý là trong trường hợp mà cái điều kiện này các bạn cần phải so sánh theo kiểu là uh, chúng ta ép ở đây chúng ta không cần phải có đóng ngoặc mở ngoặc nha chúng ta trực tiếp viết cái điều kiện ở đây luôn đó miễn sao cái cú pháp nguyên cái đóng cú pháp này nó trả về là chắc chắn là chu hay false thôi đó hay có câu, câu lệnh để nó chạy giả dụ bây giờ tôi xét với ngay bằng 6 thì khi tôi chưa chạy lại cái lệnh này thì chúng ta sẽ thấy ra ngoài màn hình là số 30 À, lý do là điều kiện này nó không đúng nữa nó sẽ chạy điều kiện dưới nó lấy cái biến a này nhân 5 lên 6 nhân 5 là 30 ok ra kết quả này à, thì cái lệnh điều kiện ifl nó chỉ đơn giản như vậy thôi và dĩ nhiên là chúng ta có hay không có cái này là không không quan trọng nếu như, như không có cái này chúng ta chạy Đấy, câu lệnh đã chạy xong nhưng mà chúng ta không có sẽ cái gì cả lý do là cái điều kiện này nó sai bây à, giờ tôi sửa lại điều kiện này là cho nó đúng đi chạy lời các bạn nhìn thấy cái kết quả Ok Rồi chúng ta sẽ đi tới học một cái cú pháp cũng khá là quan trọng trong cái cái ngôn ngữ lập trình phổ biến đó là các cái dòng lập Thì chỉ có vấn đề là SQL Server trong cái ngôn ngữ TSQL này đó, nó chỉ sổ, nó chỉ hỗ trợ chúng ta một vòng lập duy nhất đó chính là vòng lập Y okay. Và câu cú pháp của cái vòng lặp quay này khá là đơn giản là chúng ta có từ khóa quay đi sau nó là một cái điều kiện rồi đi sau nó là lệnh hoặc là, là khối lệnh mà chúng ta muốn chạy thì cái cách làm việc của vòng lặp quay này như sau là đầu tiên nó sẽ kiểm tra điều kiện nếu điều kiện đúng nó sẽ chạy lệnh nó chạy lệnh xong nó sẽ quay lại kiểm tra điều kiện nữa nếu điều kiện vẫn đúng nó sẽ chạy tiếp đó mỗi lần nó chạy xong nó sẽ quay lại nó kiểm tra điều kiện tới một lúc nào đó điều kiện này nó sai thì nó ngưng À, ý nghĩa của vòng lập là như vậy kiểu như này à, tốt nhất là tôi sẽ viết code ví dụ trực tiếp cho các bạn luôn ở đây là cũng hình như cũng đúng là chúng ta đang định nghĩa ra một cái biến a kiểu số nguyên và chúng ta kiểm tra nếu biến a mà nó bé hơn 100 à, cú pháp này ở đây nó sẽ hơi sai một chút là lý do là tại vì biến a này nó chưa xét điều kiện đáng lý nó phải xét điều kiện oh, chưa xét giá trị đáng lý phải xét giá trị rồi thì mới bắt đầu kiểm tra ở đây mục đích đó là nếu tôi sẽ cộng dồn biến A lên hoài cho tới khi nào nó bằng 99 ở tới, tới khi nào nó bằng 100 thì sẽ ngưng ý là như vậy bây giờ chúng ta sẽ thử nha Z là... trên có chữ biến A rồi đây tôi, sẽ, tôi đặt tên là biến thôi cho nó đừng có dấu đỏ đỏ không có công các bạn hiểu lầm tôi sẽ gán giá trị ban đầu cho biến bằng một đó rồi bây giờ tôi mới kiểm tra nè nếu biến bé hơn 100 trăm cho thì tôi sẽ làm cái việc đó là cộng dồn nó lên biến đó chính nó cộng một À, biến bằng biến cộng 1 có nghĩa là chúng ta cộng nó thêm một rồi gán lại cho nó. Ok. Thì sau cái câu lệnh nó xong rồi chúng nếu mà chúng ta select biến à ê, kết quả. Rồi. Khi tôi chạy câu lệnh này, các bạn cứ nghĩ là kết quả ra màn hình là cái số gì? Nó chính là số 100. Lý do là ban đầu cái số cái, cái biến này nó có mang nó có mang giá trị là một đó, bây giờ bắt đầu dòng lập nè, nó kiểm tra nè. Biến bé hơn trăm đúng không? Biến đang bằng 1, bé hơn trăm đúng. Cộng biến lên. Vậy là biến lúc này bằng 2. Sau khi nó chạy câu lệnh này xong, nó quay lại nó kiểm tra điều kiện. Các bạn chú ý nha, ở đây là câu lệnh này là câu lệnh của quay cho nên là khi xong cái này nó sẽ quay lại nó kiểm tra nữa. Biến bé hơn trăm đúng không? Biến lúc này bằng 2, bé hơn trăm vẫn đúng. Rồi nó lại cộng biến lên thêm một là lúc này bằng 3. Rồi nó lại quay lại kiểm tra cho tới khi nào biến bằng 100 quay lại kiểm tra biến bé hơn trăm sai tại vì biến đang bằng 100 mà thành ra nó hết dòng lập này nó thoát ra khỏi dòng lập này và nó chạy câu lệnh tiếp theo là câu lệnh select của chúng ta lúc này chúng ta select ra sẽ là 100 đó Ok đó cũng đơn giản như vậy thôi rồi cái okay, cái phần này thì cũng ít xài nhưng mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn luôn để cho các bạn nắm đó là chúng ta xử lý ngoại tệ ngoại ngoại lệ ngoại lệ đây tức là các cái lỗi phát sinh mà các bạn có thể không mong muốn lý do chúng ta cần có cú pháp này đôi lúc các bạn xử lý là trong quá trình các bạn xử lý là các bạn có insert các bạn có delete rồi update các kiểu nhưng mà nếu mà ví dụ như chúng ta cần insert vào table 1 insert vào table 2 insert vào table 3 ba cái dữ liệu đó nó có cái quan hệ gì đó với nhau mà trong trường hợp các bạn insert tới cái table thứ hai cái phát nó bị lỗi à, nó bị lỗi thì toàn bộ cái lệnh các bạn sẽ bị ngưng lại thì lúc đó sẽ sẽ phát sinh dữ liệu sai. Bây giờ đang có dữ liệu một, không có dữ liệu hai, cũng chưa có dữ liệu ở thay bộ ba. đó thì khi các bạn kiểm soát lỗi là khi phát sinh lỗi, nó các bạn sẽ có một cơ hội để các bạn hoàn trả lại những gì và đã chạy một cơ hội. nó lấy ví dụ như là uh, các bạn insert uh, vào thay 1 một xong, insert vào thay 2 hai xong, tới insert vào thay 3 ba nó nhảy ra lỗi, thì lúc Lúc này nếu các bạn có sử dụng cái cú pháp xử lý ngoại lệ này á thì các bạn có cơ hội để các bạn delete bỏ cái dữ liệu đã insert vào table 2 và table 1. Cái ý nghĩa của nó là như vậy. Thì quan trọng thứ hai là đối với cái việc mà các bạn xử lý ngoại lệ thì khi phát sinh lỗi nó sẽ không có ngưng cái code của các bạn lại. Đó, mà nó chạy vào cái phần xử lý lỗi. Thì cái cú pháp của phần xử lý ngoại lệ là cơ bản là các bạn muốn dùng cái từ begin try làm điểm bắt đầu và cái từ end chai làm điểm kết thúc và cái vùng giữa bị green chai và end chai này ở đây á là cái vùng của các cái câu lệnh mà có khả năng sinh ra lỗi các bạn chú ý nha đó rồi cái việc mà bị green với end chai ở đây nó mang cái tính chất là cái nếu mà trong quá trình cái bị green chai với end chai nào nó chạy mượt mà không có vấn đề gì thì thôi còn khi nó nhảy ra lỗi thì lập tức nó sẽ chạy các phần code ở dưới đây thì các phần code ở dưới đây các bạn có thể code để xử lý ví dụ như là xóa dữ liệu mà đã insert gây lỗi hay như thế nào đó ý nghĩa nó là như vậy thì các bạn uh, hiểu như vậy thôi còn trong quá trình sử dụng khi uh, các bạn làm những cái việc mà nó hơi uh, uh, hơi nặng tính kinh nghiệm sau này một chút thì các bạn có thể sử dụng còn mới bắt đầu thì có thể các bạn sẽ chưa có cần tới những cái kiến thức như thế này đâu ok rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài học ngày, số 6 ngày hôm nay thì uh, ủa bài học số 7 chứ Bài học tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với một cái khái niệm liên quan tới function trong cái TSVL Và chúng ta sẽ học cái cách tạo và sử dụng function cũng như tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số các function có sẵn ở trong cái ngôn ngữ TSVL cho các bạn sử dụng à, Một lần nữa là chúc các bạn thực hành thành công mọi thông tin vấn đề hay là thắc mắc gì liên quan tới thư viện lập trình và tác giả các bạn có thể xem trong phần mô tả của video Ờ... À, trong quá trình thực hành nếu mà các bạn gặp vấn đề với viết code thì các bạn có thể lên Facebook tìm cái nhóm thư viện lập trình support Đấy, rồi các bạn chụp ảnh màn hình chụp code như thế nào đó bóp bài lên trên đó admin và những cái người bạn ở trên đó có thể sẽ trả lời cho các bạn nó dễ và nhanh hơn so với việc mà các bạn cứ inbox cho admin ok rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn chúc các bạn thực hành thành công